Alo nè, hôm nay mình quay lại cái dàn lọc của mình nha. Nước thì mới cho ăn nó không được trong vắt, hồi nữa là nó trong. Rồi nó bơm nè, nó bơm lên cái hút mặt, hút mặt hút đáy, hút phần giữa thì mình cắt miếng cho lên đường ống quạnh lắng xuống dưới thành lắng nha, muốn đi xuống thành lắng rồi đi ngược lên rồi nó chào qua đây, rồi qua cái túi lọc với xứ ở dưới, rồi nó nhờ qua cái thác, qua thác xuống đây nó qua cái xứ nhận mưa ngồi xuống đây cũng xứ luôn, cái nó tràn rồi cũng đi vòng vào đây xuống cũng lỗ vô đây, ở đây mình sẽ nước mút chặn lại cho nó êm. Bây giờ mình bóp cái đầu mình không xuống đây đường nước xuống dưới cổng dưới đáy cổng nước nó đi một cái vòng tròn nước rồi chào mình một đơn giản rồi.